đời doanh nhân Nguyễn Hồng Lam từng đối mặt với những thất bại tưởng chừng như không thể vượt qua được, những thất vọng của gia đình, mất niềm tin vào bạn bè và bản thân, gánh khoản nợ lớn và phải bỏ dở sự nghiệp trong quân đội. Thế nhưng, lửa thử vàng, gian nan thử sức, biến cố lớn tưởng như xui xẻo lại chính là khởi đầu cho câu chuyện kinh doanh mang tên Ô Mai Hồng Lam. Năm 1974, ông Nguyễn Hồng Lam nhập ngũ rồi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự. Năm 1975, ông Lam được cử sang Liên Xô học điện ảnh tại Leningrad, nay là St. Petersburg, Nga. Đến 1981, ông tốt nghiệp về nước công tác tại xưởng phim quân đội Tổng cục Chính trị. Theo ông Lam, thời đó, tư tưởng sĩ nông công thương còn in đậm trong tâm trí người dân. Buôn bán chỉ là hạng bét đứng sau cùng, ít được người dân coi trọng. Vì đồng lương không đủ sống, ông Lam tìm đường buôn bán, chân trong, chân ngoài để gia tăng thu nhập. Thời gian đầu, ông làm tăm, hương bán sang Trung Quốc. Ông Lam kể lại, do chưa có nhiều kinh nghiệm, kiếm được bao nhiêu tôi đem cho vay lấy lãi, rồi hùng hạp vốn làm ăn hết cả. Thế nên khi bạn bè bỏ trốn, đối tác phá sản, tôi lập tức lâm vào tình cảnh nợ nần. Từ chủ nợ, bỗng dưng tôi biến thành con nợ. Không những mất hết vốn liếng mà tôi còn phải gánh thêm số nợ lên tới hơn 20 cây vàng. Đến năm 1990, ông Nguyễn Hồng Lam chính thức giã từ môi trường quân đội, tập trung làm ăn để trả cho được món nợ 20 cây vàng. Vào thời kỳ khó khăn nhất đối với ông Lam cũng là lúc ông gặp được một nửa của đời mình. Người phụ nữ của ông cũng luôn sát cánh cùng chồng ngay từ những ngày đầu khai sinh ra Ô Mai Hồng Lam. Bén duyên với nghề làm mứt, Ô Mai cũng nhờ sự may mắn mà chỉ một năm sau, vợ chồng ông Lam đã trả được hết số nợ 20 cây vàng. Bắt tay sản xuất và buôn bán ô mai từ những năm 1996, nhưng phải đến năm 2000, ông Lam mới chính thức kinh doanh bán lẻ mặt hàng này. Thời điểm đó, thị trường bán lẻ ô mai là lĩnh vực rủi ro đi kèm lợi nhuận và phải đầu tư lớn. Ông Lam nghĩ đến 4 vị trí lớn thích hợp để mở cửa hàng là hàng đường, hàng điếu, hàng buồm và mã may. Sau khi suy tính rất kỹ, ông nhận thấy hàng đường là vị trí tốt nhất, vừa có tiếng, có thương hiệu, có tính chuyên nghiệp cao. Ông chủ của Ô Mai Hồng Lam đã mua lại ngôi nhà số 11 hàng đường với giá 430 cây vàng, là con số rất lớn lúc bấy giờ. Đến tháng 10 năm 2000, chính thức khai trương. Đây chính là cửa hàng đầu tiên của hệ thống Hồng Lam. Hiện, ngoài cửa hàng ở 11 hàng đường, 1/4 số cửa hàng Hồng Lam hiện đang kinh doanh trên bất động sản do chính Hồng Lam sở hữu. Ông Lam cho biết, tôi thường mua đứt bất động sản ở những vị trí quan trọng trong kinh doanh. Cái lợi khi sở hữu bất động sản là có thể dùng để tích lũy. Nếu kinh doanh ô mai không hiệu quả, có thể cho thuê để bù lại. Quá trình sản xuất kinh doanh ô mai còn phải giải quyết bài toán lệch pha giữa mùa thấp điểm và mùa cao điểm. Mùa cao điểm của ô mai là mùa Tết, nhưng mùa cao điểm của quả tươi là mùa xuân hè. Có khoảng cách giữa mùa quả tươi và mùa bán hàng. Vì thế, trong tổ chức sản xuất của nhà máy phải tiến hành điều chuyển công nhân. Mùa cao điểm quả tươi thì chuyển công nhân sang phân xưởng quả tươi, mùa bán hàng chuyển họ sang khu tinh chế và đóng gói. Hơn 30 năm kinh doanh, từ cửa hàng nhỏ đầu tiên trên phố Hàng Đường, giờ đây Hồng Lam đã trở thành chuỗi 22 cửa hàng đặt tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, đồng thời có mặt trên quầy kệ hơn 3.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa khắp cả nước.